từ, từng mới quà. À, má con dưới quê mới lên, ừ. Có gửi chú một ít cá khô cá sặc. Anh lấy thảo đi. À, dạ. Gửi ăn lấy thảo hả? Dạ. Tao ăn cũng không nổi đâu. Thấy cái mặt mày là nuốt không vô rồi. Bộ mày sợ đưa tao rồi nó mất hả? Thôi mày lấy đi về ăn luôn đi. Không phải, con bị đau bụng. Mày bị đau bụng? Dạ. Trời ơi, ham ăn ham uống quá mà nhậu rất đau phải rồi. Ham ăn ham uống gì chú? Dạ. Bị đau bụng kinh niên, đau dạ dày đó. Mày bị đau dạ dày? Dạ. Trời ơi, đau dạ dày phải không? Cái đau này nó nguy hiểm lắm nha. Nó dễ hiểu lầm lắm đó. À sao chú? Trời ơi, rồi mày có đi khám khiếp gì chưa? Sao không đi, con đi khám nhiều nơi lắm à. Bác sĩ nào cũng nói như chú hết trơn á, đau coi như là âm ỉ lắm, dai dẳng lắm. Con nói chú nghe nè, nhiều khi á, đói cũng đau, mà no cũng đau, ăn cũng đau, mà không ăn cũng đau. Nói chung là làm tất cả mọi công việc gì nó cũng đau hết. Lâu lâu còn bị ợ chua nữa đó chú. Vậy là mày bị đau triền miên rồi. Dạ. Đó, đó tại mày đó, thấy không? Sao tại con? Tuổi trẻ, ỷ sức khỏe, ăn uống không liều lượng, ăn uống không điều độ, không đúng giờ. Không ăn, không uống, lo chiều làm lai 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 là nó bệnh phải rồi. Lai lai chiều chiều ngồi nhậu bia với bạn bè có gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là do cái đặc thù công việc của con. Ờ. Thấy không? Nhiều khi con làm á, nó tới cử trưa ăn cơm á, mà chưa xong việc con phải ráng làm xong việc đi rồi mới ăn cơm. Rồi vừa xong việc rồi cái thấy hết đói rồi thôi khỏi ăn. Đó. Tối về nhậu với mấy đứa bạn nò. Đó. Nó thành thử ra mới bị. Mày cứ nhậu như vậy hoài mà mày bệnh đó. Dạ. Bây giờ nè. Giờ chú sẽ chỉ mày một cái liều thuốc. Có hả chú? Để mày uống là dứt liền. Ồ vậy hả chú? Chú chỉ con bài thuốc. Tao chỉ bao nhiêu người uống đều hết. Phải không? Ờ. Người ta vô người ta cũng như mày đó. Dạ. Uống là mà đặc biệt thuốc này là coi như là có chỉ ba vị rất là tuyệt vời. Vậy hả? Ừ. Mày biết cái cây nha đam không? Dạ biết. Ừ. Chú đừng nói giờ nấu nha đam lên làm chè nha đam chữa bệnh đau dạ dày. Chè ổng nội với mày. Cái thằng vô duyên. Con thấy ai làm vậy mà. Cây nha đam là cái liều thuốc trị bệnh. Tự nhiên mày mới nấu chè mày ăn làm gì? Giờ chú chỉ đi, nó chữa sao? Chị sao? Mày có nghe không tao chỉ? Thì chú còn nói nếu gì? Mà mày không nghe thì mày đi về nhà mày đi. Đó mày muốn mày có chết tao bảo vệ tao chôn. Thì giờ chú nói đi rồi con xin nghe phải không? Giờ bất quá thì cứ chỉ bài thuốc gì liên quan tới nha đam thì con uống vô rồi không bổ về ngang cũng bổ về dọc phải không? Bổ phải không? Dạ. Tao bổ vô con mắt mày, tao trọt vô mắt mày giờ. Cái thuốc của tao làm quan. Nó gồm có ba vị. Ba vị? Ờ. Sao chú? Biết cây nha đam không? Thầy cũng nói con biết chứ sao đó. Không biết. Cây nha đam khoảng 1 kg. Mật ong nửa lít. Dạ. Rượu bạch 1 lít. Dạ. Đó. Lấy cái cây nha đam á. Dạ. Rửa sạch. Rồi cắt gai hai bên. Cắt nhuyễn ra. Cắt nhỏ ra bỏ vô máy sinh tố. Dạ. Cho xay nhuyễn ra. Dạ. Rồi bắt đầu bỏ mật ong vô. Dạ. Bỏ thêm 4-5 muỗng rượu mạnh vô. À cái gì chứ rượu con chịu à. Dạ. Dễ uống lắm. Dễ uống mà uống thuốc mà dễ uống hả mày? Rồi xay nhuyễn đều lên. Dạ. Nó sẽ ra cái chất siro. Siro. Ờ. Đó rồi bỏ vô tủ lạnh. Tủ lạnh. Để uống lần lần. Uống lần lần. Ừ. Nào bây giờ cho tôi chỉ cách dùng nè. Dạ. Đó. Mỗi ngày uống 3 lần. Dạ. À mỗi một lần uống một muỗng múc canh. Dạ. Mà uống trước khi ăn. Dạ. 30 phút. Dạ. Đó. Cái thuốc này á là coi như là chế từ vật liệu thiên nhiên. Dạ. Thành ra nó không có tác dụng phụ. Ừ. Uống vô mát gan. Nó giải độc. À, hiểu không? À. Nãy giờ tao dạy mày mày có hiểu không? À, để con nhắc lại chú nghe có nhớ có đúng không nha? Đúng ạ. À, đầu tiên là lấy cái gì nha đam. Ừ. Cái mình gọt gai bên trái bên phải. Rồi. Cái mình cắt nhuyễn ra. Rồi. Rồi tao mệt quá, nói chung là còn không nhớ được. Mệt quá mấy cái đầu ăn mày biết là ăn nhậu riết rồi đây. Nè, lấy viết vô. Dạ. Viết dạ. Vô rồi về làm ướt. Dạ. Đó. Nha đam rửa sạch. Nha đam rửa sạch. Ờ. Cắt gai hai bên. Cắt gai hai bên. Sắt nhỏ ra bỏ vô máy sinh tố. Sắt nhỏ. Bỏ máy sinh tố. Xay thật nhuyễn. Xay thật nhuyễn. Rồi. Mật ong nửa lít bỏ vô. Mật ong nửa lít. Ừ. Rượu mạnh 5-6 muỗng. Rượu mạnh 5-6 muỗng. Rồi, xay 3 cái trộn đều lên, nó sẽ ra chất siro. Xay 3 cái trộn đều lên, sẽ ra chất siro. Đó. Bỏ vô tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh. Một ngày uống 3 lần. Ngày 3 lần. Mỗi một lần một muỗng múc canh. Mỗi lần một muỗng canh. Uống trước khi ăn 30 phút. Uống trước khi ăn 30 phút. Trước khi uống nhớ lắc đều lên nha con. Lắc đều lên. Ừ.
Ủa mà nó có chống chỉ định gì không chú? Có. À, coi như là nó kỵ phụ nữ có thai và trẻ em dưới 13 tuổi không được uống nha. Ghi vô nhớ kỹ nha con. Dạ. Có gì con chỉ người ta uống. Tốt lắm mẹ ơi, tao chỉ bao nhiêu người hết. Rồi, coi như là con đã xong rồi. Dạ, thôi vậy thôi, xin phép chú về. Dạ. Thôi về. Ê, nhưng mà Phan. Dạ. Đặc biệt luôn. Dạ. Là mày phải bỏ rượu và bia nha, không được uống nha con. Bỏ rượu bia hả? Ừ. Khoan chín chút xíu nha chú. Chín gì nữa? Giờ một là bỏ rượu, hai là bỏ bia, chứ bỏ hai thứ là chết con nha. Chết ông nội mày chứ chết. Bỏ hai thứ liền cái bệnh mình mới hết. Chứ mày uống rượu bia sao hết? Đi về. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Ham ăn ham uống riết rượu quen cái tật. Nhớ chữa bệnh nha con. Dạ. Trời, cái thứ gì khó ưa quá. Trời ơi, đứa nào kêu em sao như vậy? Vợ chồng con, trời vợ chồng đó. Con. Trời, vợ chồng con dưới đất, chú nhịn đâu trên trời vậy? Trời đất ơi, vợ chồng mới tính dọn đồ hết ba cái đồ qua nhà tao ở làm gì vậy nha? Dạ, dạ không. Như nữa? À, không phải, gì? Con qua, đặng con hỏi chú lại cái công thức mà chữa cái bệnh của con đó. Dạ. Bệnh xuất huyết dạ dày đó chú. Rồi sao? Hôm bữa chú chỉ rồi, vợ chồng con nhớ hết rồi. Nhưng mà làm ở nhà sợ có chuyện gì xảy ra nó không đúng nên thôi tụi con gom đồ mà kêu chú qua bên nhà tụi con á thì mắc công phiền chú đi qua đi lận mà. Trời, nhà tao ở mới qua nhà mày chi đâu có rảnh đâu. Dạ đúng rồi, bởi vậy nên vợ chồng con mới xách đồ qua nhờ chú chỉ giùm, làm xong rồi vợ chồng con xách đồ về à. Dạ trời ơi, làm xong xách đồ về. Dạ. Bệnh của tụi bay mà tụi bay không biết chữa, không biết lo giữ sức khỏe, thấy không, lo ăn nhậu rồi tao đã chỉ rồi mà còn làm không được nó là sao? Dạ giờ vậy nè chú, thật ra vợ chồng con cũng thuộc hết cái bài thuốc đó rồi, nhưng mà sợ làm nó có cái gì mà nó còn thiếu á. Nên con đem qua đây nè, có con gì có chú bổ sung giùm vợ chồng con. Bổ sung nè chú, bổ sung phải không? Dạ má xe sinh tố có sẵn luôn rồi, sẵn rồi tố. Mua nha đam nè, mua rượu mạnh nè, rồi mua mật ong nữa. Mật ong nữa đầy đủ hết rồi, đầy đủ hết rồi, thì có đầy đủ hết rồi, tự làm đi. Mày nhớ cái phương thuốc chú chỉ chưa? Con cũng nhớ mà không nhớ chú, rõ lắm. Chú giúp giùm con đi, bây giờ vậy nè, chồng con nhớ nhưng mà không biết có cái lúc nào anh quên không. Lỡ làm mà không đúng cách rồi, lỡ anh uống vô anh có chuyện gì xảy ra khổ con. Khổ cho con của con nữa, nên chú giúp giùm đi. Chứ lại nếu mà chồng con á lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thuốc uống liền. Lại mà người hàng xóm ai có chuyện gì tụi con cũng bài, tụi con chỉ không có cho tao uống thử. Thế thôi là chú cũng có phước lắm chú. Đúng rồi, phước lắm. Trời ơi, người ta làm sẵn cho tụi bay hưởng không à, phước dữ lắm. Bây giờ mày nhắc lại cái bài thuốc đó coi có đúng như lời tao chỉ mày không? Nhắc đi mình, nói cho chú nghe đi. Mày nhắc mày nhớ tao nghe, có gì chú bổ sung cho con. Dạ, có gì chú bổ sung cho con nghe. Có nghĩa là bây giờ mình lấy nha đam. Rồi. Mình gọt trái, gọt phải cái gai của nó. Đúng. Rồi xong mình rửa thiệt sạch, thấy không? Mình bỏ vô cái máy xay sinh tố. Cái mình xay, mình xay nó lên. Rồi xay. Mình xay nó lên xong rồi cái mình bỏ nữa. Mà bệnh hoạn bệnh ho gà luôn. Dạ, rồi cái mình mới bỏ mật ong vô. Dạ. Bỏ mật ong vô. Vô. Rồi xong cái mình bỏ 4-5 muỗng canh rượu mạnh vô. Đúng đó, quá đúng. Cái mình trộn đều lên. Cái nó giống như là cái gì siro hôm bữa. Đúng rồi đó con. Đó. Rồi xong rồi chú đâu. Này. Khi mà trộn đều lên, con nhớ để cất, tại mình uống lâu, bỏ vô tủ lạnh, con mới giữ lâu được. Rồi cái phương thức cách uống thế nào, con nói chú nghe. Cách uống hả, để con nhớ sao ta. Nhớ rồi. Sao? Ngày uống 3 lần, coi như là trước ban 30 phút, rồi uống một muỗng canh. Ngày uống 3 lần, mỗi một lần một muỗng canh, mà uống trước 30 phút, là khi con uống xong 30 phút con mới ăn. Mà trước khi uống nhớ lắc đều lên. Cái tác dụng nó có nó hết chứ. Hay quá, bởi vì con nói chú biết rành quá. Đúng rồi chú ơi, nhưng mà con nói chú nghe vậy nè. Trước khi mình uống á, thì trước khi mình uống, mình có mình uống á, mình phải làm, mình mới đúng có rồi. Mình đúng. Uống. Có đầy đủ đồ, cái ta làm sẵn cho ta đưa cho hai đứa ta phải uống. Dạ, cảm ơn chú. Đó, còn cái bàn thờ trống nè. Hai đứa leo lên chảnh đi là ta thắp nhang luôn. Dạ. Tào lao. Có đầy đủ đồ phải không? Dạ. Vô đây tao chỉ cho làm. Cái bệnh của mình thì mình phải tự lo nó mới hết. Dạ. Đi, xách đồ vô. Dạ. Vừa phải thôi, làm sẵn cho nó uống. Thật rồi. Đó, cắt bỏ mấy cái gai đó con. Dạ. Đó,
Mày tỏ tỏ cái tay vô nó chặt cái cục cái tay mày bây giờ. Đúng rồi. Đó, trời ơi. Trời đất ơi. Cắt cá gì? Cắt luôn cái gai kia. Chị cứ làm lực với nó luôn. Đó. Bởi vì đừ. Đó, rồi. Cắt khúc khúc bỏ vô. Rồi đây. Tao mệt mày quá, đây 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 đây. Bây giờ làm ăn lo ăn quá nè, thấy chưa? Đó, con thấy không? Đó. Đó. Thấy chưa? Chắc chú phải cắt nhỏ lại chứ lớn quá nó xài hư cái khối xài của cái con. Chuyện cái nó mất tiền lắm. Đúng rồi đó. Dạ. Hư cái này mua cái khác mày. Đây đây đổ đồ vô. Ha, đừng có đổ nhiều quá, dạ. Món canh thôi. Trời đất quỷ thần ơi, cái con vợ mày nó tại em giận đậu nó tao thiệt làm. À, thấy không? Để nắp lại. Đổ ra lên mặt ông. Mày để tao đổ, mày đổ nhiều quá nó ngọt không được. Nó nhiều quá. Đó, còn thấy không? Để nắp lại. Cái gì vậy? Nhấn vô. Đó, con thấy chưa? Xong rồi đó. Như vậy là xong rồi đó. Dạ. Trời ơi, uống vô. Tôi nói một ngày ba lần mày uống với cần 10 ngày thôi là hết được. Dạ, chế cho chồng con uống đi. Ăn mày, tao làm trước miếng chứ. Coi cái mùi vị nó ra sao. Ôi trời, trời ơi. Nó chỉ bá bệnh mày ơi. Uống đi, đổ vô. Dạ. Trời ơi. Dạ. Nhớ nghe không, một chỉ người ta làm nha con. Dạ. Ừ. Dặn dặn qua đây. Dặn qua đâu? Ừ đó, cái máy của dạ. Con biết. Dạ. Nhớ bỏ tủ lạnh nha em, để nó hư á. Bỏ tủ lạnh nha. Dạ. Mà trước khi uống con nhớ lắc lên nha con. Dạ, lắc dạ. Cho đều. Đều lên. Ừ đó. Dạ. Trời. Con dạ. Lấy này hết về cho chồng con uống nha. Ừ, chú hết uống rồi để chú tự làm chú uống ha chú. Ừ, để ba cái này lỡ đi còn dư là để tao về tao làm tao uống. Dạ không, con lấy về hết chứ. Lấy về bỏ tủ lạnh để dạ. Uống hết cái này xay tiếp uống vợ chồng uống tiếp. Dạ. Còn chú muốn uống thì ra ngoài chợ mua. Ừ. Dạ. Nhớ hút đừng ghé nhà chú nữa nghe con. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quà Tặng Thiên Nhiên. Bến Huyền rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, và như thường lệ, chương trình Quà Tặng Thiên Nhiên lần này sẽ gửi đến quý vị một bài thuốc hay giúp cho chúng ta có thể trị được những cái căn bệnh, thậm chí là những căn bệnh tưởng chừng như là bó tay không bao giờ trị được. Và với những hình ảnh trong câu chuyện vừa rồi thì có lẽ là chúng ta dễ dàng nhận thấy một điều là cái căn bệnh đau ruột á, thì nó rất là khó chữa và cũng dễ tái phát. Tuy nhiên, nó lại được chữa trị một cách rất là dễ dàng từ một cái phương thuốc từ xưa truyền lại. Đó chính là cây nha đam. Và cùng chia sẻ với chúng ta về chủ đề này, xin giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của lương y Phạm Như Tá. Hiện thầy đang công tác tại Tiểu ban Thuốc Cổ truyền Hội đồng Dược điển Việt Nam. À, xin chào thầy. Dạ. À, trước giờ thì cái cây nha đam nó rất là quen thuộc, như là chúng ta có thể nấu chè nè, hay như là với phụ nữ Bích Huyền đi thì hay sử dụng nha đam đắp mặt giúp cho cái làn da của mình là mịn màng tươi trẻ. Nhưng mà với tiểu phẩm vừa rồi thì Huyền lại biết thêm nha đam có một cái công dụng nữa, đó là nó có thể chữa trị cái chứng đau ruột. Thế thì với chuyên môn là một lương y thì thầy có thể chia sẻ sâu hơn về cái công dụng của cây nha đam trong cái việc chữa trị đau ruột không ạ? Nha đam còn tên gọi là lô hồi, mà nó công dụng nó rất đa năng. Chẳng hạn như chúng ta làm việc quá tải, như có nhiều lúc là mỏi mắt hoặc buồn ngủ, mắt thâm quầng, có thể là chúng ta sắc là gọt ra bỏ vỏ, sắc hai lát đắp vào mắt khoảng 10 đến 15 phút, sau đó là mắt rất dễ chịu, mát, và những chứng thâm quầng nếu đắp thường xuyên là nó cũng giảm. Nó chơi rất nhiều công năng, nó làm mịn da nè, nó mát huyết nè, chữa đau ruột, chữa cả ung thư ruột. À vậy à. Nhưng mà không biết là nha đam trị đau ruột thì mình có phải kết hợp thêm với nguyên vật liệu nào hay không thầy, hay là chỉ sử dụng một mình nha đam thôi? Phối hợp càng tốt em. Phối hợp. Ví dụ như là phối hợp với cái gì vậy? Ví dụ là phối hợp với lại là mật ong nè. Dạ. Rượu mạnh. Dạ. Sử dụng nha đam tức là mình gọt hai cái gai hai bên. Rồi sau đó là mình sử dụng, chứ không có bật vỏ nha, xài cả vỏ và ruột luôn. Dạ. Nhưng mà tại sao nha đam lại phải kết hợp với mật ong và với rượu ạ? Bởi vì rượu là đã giãn nở mạch máu, còn mà cái mật ong nó giờ hấp thu. Và tác dụng của cái nha đam là nó làm nó điều trị cái chứng đau ruột.
Những người mà không có cái bệnh về đau ruột hoặc là ung thư mà nếu mà có điều kiện sử dụng đó, thì hàng năm sử dụng cỡ 10 lần. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu là sử dụng nha đam kết hợp với lại mật ong với rượu thì cái tác dụng chủ yếu của nó đó, đó là do mật ong là cái loại thực phẩm giúp cho cơ thể con người nó hấp thụ dễ dàng. Còn rượu mạnh thì nó sẽ làm giãn nở mạch máu để dẫn cái chất mật ong lẫn cái tinh chất có trong cây nha đam á, nó tới mọi tế bào ở trong cái thành ruột của mình. Và những cái chất này thì nó sẽ có tác dụng là vừa nuôi dưỡng mà vừa chữa lành cái vết thương, rồi vừa lọc máu nữa. À, đó là lý do tại sao mà phải vừa có nha đam mà kết hợp thêm cả rượu và với mật ong. Nhưng mà nha đam thì cái công dụng của nó từ thiên nhiên và cái loại này thì nó cũng khá là hiền, cho nên là không biết là mình có phải kiêng cử hay là nó có chống chỉ định cho một ai hay hay không thầy ha? Trong nha đam thì mình phải hiểu tính vị của nó, bởi vì tính nó đắng, vị mát, mà những người mà tỳ vị hư hàn là cũng hạn chế bởi vì nó dễ tiêu chảy. Yeah. Đàn bà có thai và trẻ em dưới 13 tuổi là hạn chế dùng. Như vậy thì không biết ngoài nha đam ra thì có thêm một cái bài thuốc hữu hiệu nào để trị cái căn bệnh xuất huyết dạ dày không ạ? À? Thầy có thể chia sẻ cho mọi người cùng học hỏi. Có nhiều bài thuốc mà đơn giản nhất nha. Yeah. Là chỉ ba loại thôi. Một là lá đu đủ, hai là cây đầu hồng đất. Yeah. Và ba tức là cả hai phối hợp lại, tức là dừa là lá đu đủ và cây đậu phộng đất cộng lại, tức là bài thuốc thứ ba. Yeah. Thì cái thứ nhất đầu tiên là khi mà bị bệnh á, thì chúng ta sử dụng từ 7 đến 9 lá đu đủ sắc uống thay nước hàng ngày. Yeah. Đó là một ý thứ nhất. Ý thứ hai là mình lấy cây đậu phộng đất mình cũng nấu nước uống thay nước hàng ngày, cái lượng mà của nó là cỡ từ 5 đến 70 gram. Yeah. Là được rồi. Và điều cái bài thứ ba nữa là sử dụng cả hai luôn, tức là dừa là lá đu đủ và cả cây phộng đất nấu chung lại uống hàng ngày rất tốt. Như vậy là với sự chia sẻ của lương y thì chúng ta có thể tổng kết được những cái cách mà chúng ta có thể trị bệnh đau ruột như thế này. Cái cách đầu tiên là sẽ sử dụng nha đam kết hợp với mật ong và với rượu. Cái cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy chừng 7 đến 9 lá đu đủ tươi. Nhớ là lá đu đủ tươi chứ không phải là lá đu đủ khô nha thưa quý vị. Chúng ta sẽ sắc thành nước uống mỗi ngày, uống thay nước lạnh, uống chừng khoảng 1 tháng thôi thì căn bệnh của chúng ta sẽ có phần thuyên giảm. Thêm một cách nữa là chúng ta sẽ dùng lá cây đậu phộng đất sắc thành nước uống mỗi ngày, uống thay nước lạnh. Cái loại cây này thì nó mọc xà xà dưới mặt đất, thoạt trong thì giống như là cỏ dại vậy đó, và cũng rất là dễ trồng, cho nên là với một đất nước nhiệt đới như Việt Nam chúng ta thì có lẽ cũng không khó khăn gì để chúng ta có thể tìm được cái loại đậu phộng đất này. Cách cuối cùng đó là chúng ta sẽ kết hợp vừa lá đu đủ vừa lá đậu phộng đất, chúng ta cũng sẽ trộn chung với nhau và sắc nước uống, thì chỉ trong khoảng 1 tháng căn bệnh của chúng ta khi mà kiểm tra lại chắc chắn là cũng sẽ có phần thuyên giảm đáng kể. Và hy vọng là với những cái sự chia sẻ vừa rồi chúng ta đã có được một cái bài thuốc hay để phòng ngừa cũng như là chữa trị cái căn bệnh đau ruột, và cũng rất là mong quý vị chúng ta hãy phổ biến bài thuốc này cho nhiều người được biết để bây giờ chúng ta sẽ có được những ngày tháng sống vui, sống khỏe mà không còn phải lo lắng gì về bệnh tật nữa. Chương trình Quà Tặng Thiên Nhiên cũng xin phép được tạm dừng tại đây và xin chân thành cảm ơn lương y đã dành chút ít thời gian quý báu của mình mà tham gia với chương trình cũng như là chia sẻ những cái bài thuốc hay đến tất cả quý vị khán giả. Chương trình xin phép được tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.